Bây giờ sử dụng tuyệt chiêu của thầy Minh để đi xác định R. Thì hướng dẫn nhé, ví dụ 2. 2 ester x cùng với công thức phân tử là C8H8O2 và chịu vòng benzen trong phân tử. Đấy. 6,8 gam hỗn hợp gồm x và y, mình tìm số mol đấy, 6,8 chia phân tử khối. 6,8 chia phân tử khối. 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Được chưa? 0,05 mol thằng x và thằng y tác dụng với NaOH dư. NaOH dư. Đun nóng thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06. Đấy, bạn nhìn thấy không? Mà lượng NaOH phản ứng tối đa nhé. Tối đa phản ứng là 0,06. Vậy tại đây ta thấy số mol của NaOH chia cho số mol hỗn hợp x y nó bằng là 0,06 chia 0,05. Đúng không? Ta thấy cái này lớn hơn 1 mà lại nhỏ hơn 2. Đúng chưa? Nó lớn hơn 1 nhỏ hơn 2 nên chắc chắn suy ra x và y thì là hỗn hợp ester của phenol và alcohol. Được chưa? Bởi vì ta thấy rằng là 0,06 nếu nó chỉ là ester đơn chức của alcohol thôi thì nó là tỷ lệ 1:1. Nếu nó chỉ là ester đơn chức của phenol thôi thì nó là tỷ lệ 1:2. Nhưng đây nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 nên chắc chắn một thằng là ester của alcohol, một thằng ester của phenol. Được chưa? Thì mình cứ giả sử thằng x của mình là ester của phenol đi. Thằng y là ester của alcohol đi. Đúng không? Vậy mình đặt số mol ester của phenol là x, số mol ester của alcohol là y. Ta đi giải hệ ta sẽ có. Đầu tiên là tổng số mol x cộng y thì bằng 0,05 nhá. Phương trình thứ hai là phản ứng với NaOH. Thì ester của phenol thì ăn NaOH tỷ lệ mol là 1:2, vậy là 2x. Còn ester của alcohol ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 y bằng 0,06. Từ đó ta tìm được x bằng 0,01, y bằng 0,04. Vậy suy ra ta có ester của phenol bằng 0,01, ester của alcohol bằng 0,04. Ấm chưa? Tác dụng với NaOH nhá, các bạn lưu ý ạ, tác dụng với NaOH thì nó sẽ sinh ra, đây để bài nói này, 3 muối. 3 muối. Đúng không? Và gì ạ? Alcohol và H2O. Lúc trước ta có nói chuyện với nhau, ta luôn luôn có số mol ester của phenol bằng số mol H2O, số mol ester của alcohol thì bằng số mol alcohol. Khối lượng muối biết rồi bằng 4,7. Vậy tới đây ta bảo toàn khối lượng thì ta sẽ tìm được khối lượng của alcohol. Đúng không? Tới đây ta bảo toàn khối lượng, ta sẽ tìm được khối lượng của alcohol. Từ khối lượng alcohol ta sẽ đi xác định được phân tử khối của alcohol. Từ phân tử khối của alcohol ta sẽ đi xác định được đó là alcohol nào. Từ alcohol nào mình sẽ suy ngược lại được công thức của ester của alcohol. Và sau đó mình sẽ đi tìm được ester của phenol. Đấy là con đường tư duy. Ta sẽ có bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của hỗn hợp XY cộng với lại khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của 3 muối cộng khối lượng của alcohol cộng khối lượng của H2O. Đúng không ạ? Khối lượng hỗn hợp của XY thì bài cho ta bằng 6,8 gam. Khối lượng của NaOH bằng 0,06 nhân 40. Khối lượng 3 muối bằng 4,7. Cộng khối lượng của alcohol là 0,04 nhân phân tử khối của alcohol. Cộng khối lượng H2O là 0,01 nhân 18. Đến đây mình tìm được phân tử khối của alcohol. Đúng chưa? Đâu mới tính. Phân tử khối của alcohol 6,8 cộng với 0,06 nhân 40 trừ đi 0,01 nhân 18 trừ đi 4,7 bằng được bao nhiêu chia cho 0,04 bằng 108. Các bạn lưu ý rằng là anh alcohol này của chúng ta nó là anh alcohol đơn chức. Đúng không? Bởi vì O của chúng ta nó chỉ có O2 thôi nên nó alcohol đơn chức. Ester đơn chức nên dẫn đến alcohol là đơn chức. Alcohol có dạng là R OH. Vậy suy ra ta sẽ có R bằng 108 trừ 17 bằng 108 trừ 17 bằng 91 à. Bây giờ sử dụng tuyệt chiêu của thầy Minh để đi xác định R. 91 chia 14 gần bằng 7. Cái thằng này mới hay này. 91 chia 14. 91 chia 14 gần bằng 6,5. Nó còn đẹp luôn, 6,5 đẹp luôn. 6,5 thì mình chưa biết nó là C6 hay C7. Giả sử nó là C6 đi thì nó sẽ là H. 91 trừ 12 nhân 6. 91 trừ 12 nhân 6 bằng 19. Chẳng bao giờ có C6 bằng 19. Loại. Đúng không? Trần đời chúng ta chưa bao giờ gặp C6 bằng 19. Không bao giờ có, thằng này không tồn tại. Vậy mình đến C7. C7 sẽ là H bao nhiêu? C7 sẽ là H bao nhiêu? 91 trừ 12 nhân 7. C7 nó sẽ là H7. C7 thì nó sẽ là H7. Đấy. Vậy suy ra alcohol chúng ta sẽ có dạng là C7 H7 OH. Mà nó là alcohol mà chứa vòng benzen. Vậy nó chỉ có thể là C6, H5, CH, 2, OH. Đấy. Mà suy ra alcohol là C6, H5, CH2, OH. Giờ bạn thấy từ chiều 14 thì nó dã man như nào.
đúng không ạ? Sau khi mình suy ra nó là C6H5, C2H rồi, vậy thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được ester của angol, đúng không ạ? Ester của angol chúng ta bắt buộc nó là C mấy đây? Đề bài nó nói rồi, C8 là 8O2 nhá. Vậy nó phải có dạng là COOCH2C6H5 mà C8 rồi. Đây 6 cộng 1 là 7 cộng 1 là 8 rồi, nên đầu mình chỉ còn là H. Đấy. Nên ester của angol phải là HCOCH2C6H5. Đấy, suy ra này. Nó là HCOOCH2C6H5. Vậy ta đã có alcohol là C6H5C2H, 3 muối. Thì anh muối đầu tiên mình đã xác định được, đó là HCOONa. Số mol là 0.04. Này tính theo anh ester của alcohol. Mình còn 2 muối nữa. Vậy là bắt buộc anh ester của phenol còn lại nó phải sinh ra được 2 muối nữa. Nhá. Bắt buộc anh ester của phenol còn lại nó phải sinh ra 2 muối. Thế mà anh C8H8O2 lúc nãy thì dạy đấy, thì chúng ta có hai dạng cơ bản của ester của phenol. Đó là gì ạ? Đó là dạng HCOOC6H4CH3, hoặc là dạng thứ hai là CH3COOC6H5. Các bạn nhìn kỹ này, nó không thể là anh HCOOC6H4CH3 được. Tại vì nếu nó là HCOOC6H4CH3 nhá, thì khi tác dụng với đá hoắt ấy thì nó sẽ sinh ra là HCOONa và CH3C6H4ONa. HCOONa này trùng với HCOONa. Mà đề bài nó ta phải thu được 3 muối. Nhưng ở đây ta mới chỉ thu được có 1, 2 muối. Nên là nó sai chưa? Nên là loại. Đấy, anh này chỉ thu được 2 muối. Đúng chưa? Nên loại. Thế còn nếu nó là CH3COC6H5. Đây. CH3COOC6H5. Thì khi tác dụng với NaOH thì ta sẽ thu được muối là CH3COONa và C6H5ONa. Mỗi thằng là 0.01. Đều thỏa mãn yêu cầu của đề bài là ra 3 muối. Được chưa? Dĩ nhiên nếu một bài khác nó bảo là 2 muối thì mình lại chọn anh này. Nhưng bài này bảo chúng ta là 3 muối nên mình bắt buộc phải chọn anh CH3COC6H5. Được chưa? Vậy giờ đến chốt lại, đề bài hỏi chúng ta là khối lượng muối của carboxylic acid. Muối của carboxylic acid phân tử khối lớn hơn. Thì muối carboxylic acid thì mình chọn hai này thôi. Đây là muối carboxylic acid, còn anh ở dưới nó là muối của anh phenol. Đúng không? Thì phân tử khối lớn hơn thì nó là anh CH3COONa rồi. Vậy ta sẽ có khối lượng là 0.01 nhân với lại 82 thì bằng 0.82 gam. Nên đáp án chính xác của chúng ta là bạn này. Dạ bạn chưa? Xin không?